Hello, xin chào cô chú chị và các bạn. Em là Đạt Khắc Luân. Chào mừng cô chú các bạn đã đến với channel của em. Hiện tại là em đang đi tới cái đường Vĩnh Khánh. Đường Vĩnh Khánh, quận 4. Em đi lạc vào bên trong đường này. Sẽ quay cho mọi người xem cái cảnh đường khu phố ẩm thực ở quận 4 sẽ như thế nào. Bây giờ là tầm 8 giờ rưỡi tối. Con đường này là con đường ẩm thực. Bán những món hải sản, ốc, rán nướng, giá cả cũng khá là rẻ. Những quán ốc trung bình dao động 20k một dĩa thôi. Mặc dù có bán cho những khách du lịch nhưng mà vẫn là ổn áp so với chúng ta. Ngoài ra những quán ốc thì vẫn có những quán nướng, quán cơm. Đây là con đường mà hầu như là mặt tiền nào cũng phải có một quán. Không ốc thì nướng, không nướng thì đồ ăn vặt, không đồ ăn vặt thì cơm, bán nhậu, bán cà phê. Tại vì đang có chính sách mới của nhà nước cho nên là con đường này như dạo này khá là vắng. Nếu mà đông thì em nghĩ là chắc tầm sau 10 giờ sau 10 giờ mọi người sẽ tập trung ở đây rất là nhiều. Nơi khu vực này là dành cho những cú đêm mà quán ở đây mở hầu như là overnight 24/24. Bạn còn chơi thì quán còn mở. Và khu này cũng rất là an ninh, không có phải sợ bởi vì tại đây là có một cái ủy ban. Con đường này cũng khá là ngắn, đi mới một vòng. Hôm nay hình như là khá là giá. Đi cũng khá là nhanh. Ngày thường là những ngày mà đông á là kẹt xe dữ lắm. Giá cả hầu như là quán nào cũng như quán nào thôi.
quan trọng quán đó đồ ăn tươi và ngon, thì mọi người muốn ghé ghé thì ghé. Đặc biệt là quán ốc cô ba, quán ốc nhi, hai quán đó là em hay ăn cho nên là em thấy nó ổn, còn mấy quán kia là em chưa ăn thử. Sinh viên như tụi em thì chỉ hay vô quán ốc thôi. Nhậu ở đây cũng thì người dân ở đây thì nhậu ở đây cũng ít bị hỏi nồng độ cồn lắm, nên do là dân đây mà cũng đâu ra đường lớn đâu mà bị bắt. Có uống xong rồi mình đi dạo rồi thì công an mới thấy thôi, nhưng mà này là trong hẻm mà, coi như cái đường này mà giống như một cái hẻm rồi, những chú công an giao thông cũng thích vô trong này lắm. Sinh viên ở quân tư thì hãy ghé vào cái đường này, sẽ có nhiều rất là nhiều option cho các bạn lựa chọn luôn. Hãy đi vào dịp cuối tuần thì có thể chơi cho nó đã, chơi tới bến, tại vì ở đây là các quán thường là sẽ bán vào buổi tối thôi, sáng là hình như là họ ít. Đường Vĩnh Khánh này là nó có hai bên đường, bởi được cắt ngang bởi cái đường Hoàng Diệu. Tại em quay cái đường bên này là phố An Thuận Vĩnh Khánh. Và em đi ra một vòng hết con đường này rồi. Và video của em chưa, em sẽ giới thiệu. Đây là bên trong khu này là chỗ giữ xe hơi, ô tô và xe máy. Giữ xe ô tô và xe máy. Nếu mà cô chú chị nào mà bỏ xe hơi thì mình hãy giữ xe trong này để mình có thể đi bộ đi xuống dưới đó và lựa chọn những cái quán mà mình ưng ý để mình vô mình vui chơi. Đó cũng là hết cái chuyến đi này của em. Và video của em cũng đã kết thúc, và xin kính chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn. Hẹn cô chú anh chị và các bạn trong một video mới nhất của em.